Xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay lên sóng với tất cả mọi người. Thì bên cơ sở kinh doanh của Quỳnh Phạm thì về khá chi là nhiều cái mẫu lưới để phục vụ cho tất cả quý khách hàng. Và trước khi đi chi tiết và báo giá về mẫu lưới của ngày hôm nay, em nói rõ về cách thức mua bán và giao dịch để tất cả các bác khách mới cũng như các bác lần đầu tiên chúng ta mua hàng trên mạng chúng ta yên tâm hơn nha. 100% tất cả cơ sở kinh doanh của em cho các bác kiểm tra hàng đúng sản phẩm, đúng chất lượng thì các bác mới phải trả tiền nha mọi người. Và bây giờ xin kính mời tất cả cô chú bác chị em chúng ta đang ngồi xem video hướng lên màn hình cùng em đi chi tiết về từng mẫu mã của ngày hôm nay. Và ở đây lên hai cái top đứng đầu bảng, đó chính là cái dòng sản phẩm lưới Hải Lợi và đó là chính dòng phẩm lưới Nhật. Đối với hai sản phẩm này đang làm tên tuổi rất là lớn ở trên thị trường và được nhiều anh em săn lùng dùng khá chi là nhiều, và nó để lại cái ấn tượng trong lòng người đó là cái độ bền của nó rất là cao, và cái thứ hai là cái vấn đề mà chạy mắt hầu như là không có. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi chi tiết về dòng lưới Nhật. Lên sóng hôm nay thì đối với sản phẩm lưới Nhật thì em Quỳnh sẽ về được hai mẫu, đó chính là mẫu lưới mắt 7 phân, mẫu lưới mắt 7,5. Thì đối với hai sản phẩm này phù hợp cho các bác chúng ta đánh từ cuốc, đánh lên, đánh tổng hợp đều có thể ok. Đối với sản phẩm lưới Nhật thì chiều cao của nó sẽ là cao 7m và cao 7,5m, có nghĩa là cao 100 mắt đấy ạ. Đối với sản phẩm này dài của nó dài bao nhiêu ạ? Dài 3600 mắt. Thì khi chốt vào thì nó sẽ được 120m lưới đối với sản phẩm lưới Nhật nha các bác nhá. Và cân nặng của một phôi của nó sẽ là nặng 2,5 cân phôi. Có phôi dao động sẽ lên 2,5 cân năm lạng hoặc là năm hoa, hoặc có phôi lên 2,6 cân. Đấy, nói chung là phôi nó sẽ dao động một vài hoa, mong các bác thông cảm. Thì đấy là đối với sản phẩm lưới Nhật. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết về cái mẫu lưới Nhật trước, sau đó chúng ta sẽ đi về lưới Hải Lợi giúp em. Đấy, như các bác có thể nhìn thấy kỹ ở đây. Đây, các bác quan sát kỹ, trên tay em đây là một sản phẩm lưới Nhật. Đối với sản phẩm lưới Nhật này là lưới mắt 7. Bình thường như các bác mà nhận hàng đưa ra ánh sáng, nó sẽ có màu ánh tím phản lên mắt của chúng ta. Và toàn bộ hàng này chân cước của nó dệt đi đôi. Khi đến với cơ sở kinh doanh của em các bác, một là chúng ta sẽ mua lưới thành phẩm em đã đóng gói sẵn như thế này, hai là các bác có thể mua phôi về tự làm. Nếu các bác biết làm thì chúng ta mua phôi thì nó sẽ tiết kiệm cái giá thành hơn. Đấy, em cũng xin nói vuông góc như vậy. Còn đối với sản phẩm lưới Nhật ở hiện tại ở đây thì ở tay em đây là dòng lưới mắt 7 phân. Hàng này của nó cao 100 mắt, sợi của nó là sợi 20 lưới Nhật, và một phôi của nó thành phẩm sẽ được 120m lưới, và nặng của nó là nặng 2,5 cân một phôi. Thì hàng Nhật này em bảo hành cho các bác làm sao ạ? Bảo hành cho các bác băng căng, gọi là lún tay luôn mà không chạy mắt lưới, không xô mắt. Đây anh em nhìn kỹ này, mắt lưới này vẫn nằm in này. Đấy, nếu anh em là người tiêu dùng thông thái, chúng ta nhìn là biết lưới xịn hay lưới đều ngay ạ. Hàng này của nó thì bảo hành cho anh em 100 mắt không xô mắt nào. Đó, lưới rất là đẹp anh em nhá. Gà vào á, các bác đánh gà nhá, cực kỳ là sướng luôn. Đó, em về được mắt 7 và mắt 7,5. Đây các bác này, để anh em đánh tổng hợp đấy ạ. Mắt 7 và mắt 7,5. Đây nhìn mắt lưới đây các bác, lún tay luôn nha. Lún tay luôn, đỏ tay nhưng mắt lưới vẫn nằm in ạ. Đó, đây là màu trắng để anh em dễ nhận dạng. Còn em sẽ chuyển sang một cái dòng lưới mà đã thành phẩm bên em và em đã nhuộm cho mọi người xem nó có gì khác không. Đây, nó vẫn thế, chất lượng nó không có gì thay đổi. Khi nhuộm cái dòng lưới Nhật này vào rồi thì nó sẽ có cái màu đen kinh kít như thế này. Quá là trời là đen và đẹp luôn, óng ánh như thế này luôn. Anh em nhìn này, hàng rất là óng ánh luôn nha các bác nha. Đây, hàng rất là bóng và đẹp luôn. Các bác nhìn kỹ giúp em. Đây là sản phẩm lưới Nhật. Đây các bác nhìn này, dù nhuộm rồi nhưng nó vẫn không mất đi cái vẻ đẹp của riêng nó. Hàng lưới Nhật này thì có mắt 7 và mắt 7,5. Đây anh em nhìn kỹ này, em banh mắt lưới ở cái lưới mắt nhuộm đen này cho anh em nhìn cho rõ này. Anh em nhìn này, mắt lưới này không xô không chạy tí nào luôn nha mọi người. Đây các bác nhìn kỹ này, hàng quá trời là đẹp luôn, không xô không chạy nha, mắt lưới rất là đẹp luôn. Đấy các bác nhìn thấy tay em đỏ không? Quá là đỏ luôn và rất là đau luôn, nhưng mắt lưới vẫn nằm im. Đối với sản phẩm lưới này, anh em chúng ta đánh gà thì đây là một sự lựa chọn không hề sai lầm của các bác đâu ạ. Và một tay lưới Nhật như thế này, em Quỳnh báo giá luôn cho các bác dễ mua bán các bác nhá. Báo giá luôn cho mọi người 1,2 triệu 120m, được chưa ạ? Em Quỳnh báo giá luôn cho các bác dễ mua bán 1,2 triệu 120m, có mắt 7 và mắt 7,5. Và sợi của nó là sợi 20, chiều cao là cao của nó là cao 100 mắt. Đấy, em Quỳnh báo giá luôn cho các bác dễ mua hàng. Bác tin tưởng em thì đến ủng hộ em. Đấy, các bác nào không tin tưởng hoặc là không yêu thích em, không nên buông những lời cay đắng ở tại bài viết hoặc tại video của em. Đấy, em bán hàng thì rất vuông góc. Các bác tin tưởng thì đến với em thôi. Bác nào không thực sự tin tưởng thì không sao, và chúng ta nhìn thấy em lướt qua. Ok chưa ạ? Đó, và tiếp theo em xin chuyển qua một cái chủ đề lưới Hải Lợi nữa. Và qua thời gian bán hàng, nhu cầu sử dụng của quý khách hàng hỏi rất nhiều về dòng lưới mắt 6 Hải Lợi, sợi 20,
để các bác gì ạ, đánh từ cuốc này, đánh từ cuốc ngực trắng đánh lên này, đánh gọi là đánh tổng hợp, đánh gà các thứ luôn vào đấy đấy. Thì bên em cũng đã săn lùng được cái sản phẩm này về để phục vụ anh em rồi, đó chính là lưới mắt 6, cao 120 mắt. Đó, và sợi của nó là sợi 20, chuẩn luôn anh em nhá, chứ không phải là sợi 18, em xin nói lại nhá. Và cái lưới này em cũng xin báo giá với em luôn, xin báo giá ở tại video này luôn. Bây giờ chúng ta đi chi tiết về lưới đã. Đối với dòng sản phẩm lưới hải lợi này thì sao ạ? Hàng lưới mắt hải lợi này có cân nặng là bao nhiêu ạ? Một phôi lưới hải lợi khi chưa thành phẩm nó sẽ có cân nặng là 2,5 cân. Đó, khi chưa thành phẩm nó sẽ có cân nặng 2,5 cân các bác nhá. Và chiều dài tối đa của nó là 3600 mắt. Đó, em lấy loại dài nhất về để phục vụ cho anh em. Dài 3600 mắt và nặng 2,5 cân. Và sợi của nó độ dày là dày 2.0, có nghĩa là sợi 20. Đó, mắt 6 phân cao 120, lưới hải lợi. Đó, anh em có thể đánh tổng hợp rất là ok. Và lưới này thì em cho các bác xem về chất lượng luôn các bác này. Khỏi phải nghi ngờ về chất lượng lưới luôn. Bao chất cho anh em luôn, toàn bộ hàng lưới cao cấp, chân cước dệt đi nồi hết. Các bác nhá, lưới hải lợi khi nhuộm đen vào rồi, các bác nhìn này, khi nhuộm đen nhưng lưới vẫn óng ả và mượt mà này. Các bác nhìn kỹ giúp em này, đây là dòng lưới hải lợi nhá. Đây là nhuộm đen rồi anh em nhá. Toàn bộ hàng này em nhuộm đen mất rồi, không còn hàng lưới trắng nữa. Lưới trắng của nó thì hai biên nó có màu xanh nhạt 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 nhờ nhờ màu nõn chuối ấy. Các bác, đó nó giống gần giống như hàng lưới chân xanh mà trên thị trường người ta đang làm nhái ấy. Đó, hàng lưới hải lợi nó gần trang vậy. Nhưng các bác nhìn sợi 20 này, bao sợi 20 chuẩn luôn anh em nhìn này, banh này. Các bác nhìn tay em là biết là nhìn đỏ móng tay chưa ạ? Nhưng mắt lưới này, anh em nhìn này. Đấy, anh em nhìn thấy không? Thực sự là rất đau luôn. Em test hàng cho các bác nhìn là biết à? Không phải một mắt rồi. Này, hai mắt này, anh em nhìn này. Vẫn nằm yên à, anh em nhìn kỹ nhá. Không lại bảo là em lừa các bác đâu. Em không làm gì cả, lừa mất lộc anh em ơi. Này các bác này. Đó, các bác nhìn này, mắt 6 nhá. Đây, các bác nhìn này, mắt 6 phân nha. Bé xíu xiu luôn, mắt 6 này. Đấy, anh em đánh tổng hợp luôn. Đấy, anh em nhìn kỹ mắt lưới chưa? Mắt này là mắt 6 nha. Đây các bác nhìn này, không chạy một tí nào luôn các bác nhìn này. Nhìn lún ngón tay luôn, chảy máu tay luôn nha mọi người. Đấy, muốn rớm máu tay luôn các bác nhìn này, mắt lưới vẫn nằm im mà. Nói như vậy là các bác biết về chất lượng lưới hải lợi rồi. Nếu bác nào đã dùng được chuẩn hàng hải lợi thì các bác cũng biết. Em Quỳnh xin báo luôn nhá. Trên thị trường bây giờ người ta quảng cáo là lưới Thái. Nhưng em nói vuông góc luôn các bác này, nếu mà các bác mua với giá tiền bao nhiêu ạ? 800.000, tóm lại là dưới 1 triệu. Em khẳng định các bác luôn, không bao giờ có chuyện lưới Thái. Nếu các bác mua chuẩn hàng dưới 1 triệu mà các bác mua đúng phải hàng lưới hải lợi ấy, thì quay chặt đầu em đá bóng các bác nhá. Em nói luôn các bác. Tại vì sao ạ? Cơ sở em trực tiếp gia công lưới cho anh em, cho nên là công cán cộng vào rất là ít. Để đưa tới tay các bác làm sao ạ? Cái bán lưới kèm theo hàng cho tất cả quý khách hàng thôi. Và một tay lưới hải lợi mắt 6 như thế này báo giá luôn 1.050.000 bao cước về tận nhà các bác luôn. Đấy, các bác nghe rõ về giá cả nhá. Hai loại lưới đang là mưa gió trên thị trường và được anh em săn lùng rất là nhiều. Và đợt này do nhu cầu của quý khách hàng hỏi rất nhiều về sợi 20 và em cũng đã đặt nhà máy được một số ít. Đấy, anh em mà đang có nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm này thì cứ nhấc máy lên alo cho em. Và khi cái lưới hải lợi này thành phẩm thì nó cũng chỉ được 100m thôi. Tại vì bên em chốt, thường bọn em chốt rất là đảm bảo thịt lưới, chốt nhiều thịt cho anh em. Đấy, còn tùy theo anh em thích, chúng ta đóng 3 túi thì đóng, mà thích đóng 4 túi thì đóng. Nhưng mà đóng cao nhất, đóng nhiều nhất là chỉ đóng 4 túi thôi. Còn đóng càng nhiều túi thì túi nó sẽ nông, nó sẽ ngắn, đánh nó không hiệu quả. Đấy, em nói luôn nhá. Đây, quan sát lại hai cái mẫu lưới lại một lần nữa. Một thằng là hải lợi và một thằng là nhật. Đây các bác, một thằng là lưới nhật ở bên tay em đây, và một thằng là hải lợi bên này đây. Hai cái dòng lưới này rất là mềm, rất là đẹp. Đó, chất lượng thì đảm bảo ok. Và giá thành em vừa báo rồi. Lưới nhật 1.200.000 120m. Lưới hải lợi 1.050.000 100m. Lưới hải lợi thì có duy nhất mắt 6 sợi 20 cao 120 mắt. Đó, còn lưới nhật có hai loại mắt, đó là mắt 7 và mắt 7,5, cao đều cao 100 mắt. Đó, sợi của nó cũng đều là sợi 20. Đó, anh em đang xem video, yêu quý Quỳnh Phạm, hãy đừng tiếc cho Quỳnh Phạm xin một chữ và ấn vào đăng ký kênh và ấn chia sẻ bài viết nếu các bác cảm thấy ok hoặc yêu quý shop. Ngoài sản phẩm lưới này ra thì bên Quỳnh Phạm rất là nhiều loa đài âm ly, phụ kiện săn bẫy đầy đủ từ A đến Z. Và quan trọng nữa, Quỳnh Phạm nhận gia công lưới cho tất cả mọi người, và phụ kiện, nói chung đồ bảo hộ ong em cũng đều có để phục vụ anh em nha. Và một cái lưu ý nữa là tất cả các bác nào làm nghề
ví dụ là đám cưới, đám hỉ thì qua shop ủng hộ lo cũng thay cho Quỳnh Phạm nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã đón xem video của kênh của em. Chúc tất cả cô chú bác chị em chúng ta xem video vui vẻ. Hứa hẹn các bác ở buổi video sau và hứa hẹn những buổi video tiếp theo em sẽ săn lùng những sản phẩm mà để phục vụ cho lòng của các bác nha. Cảm ơn mọi người, chúc các bác mua sắm vui vẻ, chúc anh em đam mê và thành công hơn nữa. Xin chào tạm biệt các bác, hẹn các bác buổi video sau nhé.